Vừa qua, quận Ô Môn cũng tổ chức họp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Phát biểu tại buổi họp mặt, lãnh đạo quận Ô Môn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến quý mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Cùng với tập trung phát triển kinh tế xã hội, thì công tác an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng, thương binh, bệnh binh được quận Ô Môn quan tâm, tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực như cất nhà tình nghĩa, nhà nghĩa tình đồng đội, thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách, người có công nhân các dịp lễ Tết. Tại buổi họp mặt, lãnh đạo các cấp đã tặng quà cho 59 gia đình chính sách tiêu biểu. Trước đó, ông Nguyễn Hoàng Ba, Bí thư quận ủy Ô Môn đã đến thăm mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình thương binh liệt sĩ trên địa bàn quận. Đoàn đã đến thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Phượng và gia đình liệt sĩ Bùi Bá Bì, cư ngụ tại phường Thới Long, quận Ô Môn.